Rồi chuẩn bị máy chạy. Chạy đi. 3, 2, 1, diễn. Nó là gián điệp của công ty đối thủ, được cài vào để phá hoại công ty của mình đó. Nhi, tại sao em làm như vậy? Tất nhiên là vì tiền rồi. Anh nghĩ tôi yêu anh thật sao? Còn ông nữa, may mắn cho ông lần này đó. Lần sau nhớ cẩn thận, chứ không may mắn như lần này đâu. Nhi, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Con yêu nó đến như vậy sao? Ba, con thật lòng yêu cô ấy. Vậy thì hãy đuổi theo nó đi. Ba nhìn trong ánh mắt của nó đó, ba thấy nó cũng có tình cảm thật lòng với con đó. Có lẽ nó cũng bị người ta lợi dụng thôi mà. Đi đi.